Chào mừng các cậu đã đến với Game On, nơi mà các cậu có thể theo dõi các video review cũng như hiểu sâu hơn về các cốt truyện trong game. Đây là video đầu tiên của chúng tớ nói về game, rất mong nhận được sự góp ý của các cậu. Nếu muốn theo dõi nhiều hơn các video về game thì các cậu hãy đăng ký ngay kênh Game On mới của chúng tớ nhé. Và trong video này, tớ sẽ giúp các cậu tóm tắt lại cốt truyện của một tựa game bắn súng đình đám nhất hiện nay, đó chính là Call of Duty, và cụ thể hơn là Call of Duty 4 Modern Warfare. Nói đến series game bắn súng góc nhìn thứ nhất này thì chắc hẳn có nhiều bạn cũng đã từng chơi hoặc ít nhất đã từng nghe đến tên của tựa game này rồi. Vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta hãy cùng bắt đầu video cốt truyện thôi. Let's go! Vào năm 2011, Khaled al-Assad khơi mào một cuộc đảo chính ở vùng Trung Đông và Nga đã không may mắn khi nằm giữa cuộc chiến nội địa giữa chính phủ và các phần tử cực đoan. Al-Assad bằng cách nào đó đã bắt được Tổng thống al-Fulani và đã xử tử ông ta trên truyền hình trực tiếp để tuyên bố rằng cuộc đảo chính bắt đầu nổi dậy. Hành động này không chỉ có Nga mà cả thế giới, đặc biệt là Hoa Kỳ và Anh đều kịch liệt lên án. Các nước đã cùng chung tay góp sức để lật đổ phiến quân cực đoan. Phía bên Anh có sự tham gia của lực lượng đặc vụ không quân SAS, viết tắt của Special Air Service. Còn phía Hoa Kỳ có lực lượng thủy quân lục chiến USMC, viết tắt của United States Marine Corps. Trong game, người chơi sẽ vào vai hai nhân vật chính tên là Soap, thuộc lực lượng đặc vụ không quân SAS, và Paul Jackson, thuộc lực lượng thủy quân USMC. Mở đầu cốt truyện là cuộc hội thoại giữa Trung úy Gass và Captain Price về một tân binh mới được lựa chọn tên là John Soap McTavish, hay còn gọi là Soap. Soap bắt đầu quá trình luyện tập của mình với Gass, làm quen với những vũ khí hay sử dụng trên chiến trường. Sau bài huấn luyện, Soap sẽ đi gặp Captain Price để vượt qua thử thách CQB. Sau đó, Soap sẽ tham gia cùng nhóm do Captain Price chỉ huy. Cả nhóm sẽ di chuyển đến vùng biển Bering, nơi họ phải tìm một thiết bị nguyên tử trên chiếc tàu chở hàng khổng lồ. Khi họ tìm ra thiết bị đó, họ đã bị phát hiện và phải ngay lập tức quay lại trực thăng để tránh đợt tấn công của kẻ địch. Soap chỉ kịp thời lấy tập tài liệu ở ngay trên thiết bị và cùng đồng đội của mình nhanh chóng rời khỏi tàu. Tuy nhiên, được một lúc thì tên lửa của kẻ địch bay đến và phá hủy một nửa thân tàu, khiến nước biển tràn vào và nhấn chìm tàu. Lúc này, Soap và đồng đội của mình vẫn còn hơi choáng, nhưng họ vẫn phải đứng dậy để kịp chạy thoát khỏi tàu. Và cuối cùng, họ đã lên được máy bay với tập tài liệu mà Soap đã kịp lấy. Chỉ vài ngày sau khi Tổng thống al-Fulani bị sát hại, Soap, Gass cùng Captain Price đã cùng nhau giải cứu Nikolai, người đã cung cấp thông tin về thiết bị nguyên tử ở trên tàu chở hàng. Nikolai bị nhốt ở trong một căn nhà và đang bị tra tấn. Rất may cả đội đã kịp thời giải cứu Nikolai. May mắn hơn nữa là anh ta không bị thương nặng và vẫn có thể di chuyển bình thường. Nikolai đã cùng nhóm SAS do Captain Price chỉ huy đã lên máy bay và chuẩn bị về nhà. Khi chuẩn bị cất cánh, Captain Price có nói rằng quân đội Mỹ đang đi bắt al-Assad ở trạm phát sóng gần khu vực đóng quân của họ. Tuy nhiên, Nikolai nói rằng họ sẽ không bao giờ bắt được al-Assad ở đó đâu, và đó chỉ là một cái bẫy mà thôi. Sau khi nghe được thông tin Tổng thống al-Fulani bị sát hại, quân đội Mỹ đã cử lực lượng thủy quân lục chiến đến khu Trung Đông để bắt al-Assad. Trong đội lính thủy đánh bộ, bao gồm Trung úy Vasquez, Trung sĩ Griggs và Trung sĩ Jackson được cử đi để bắt giữ al-Assad. Họ đã di chuyển đến khu chiến trường bằng máy bay và đã giải tỏa toàn bộ phiến quân tại khu vực đó để đột nhập vào trong tòa nhà phát thanh, nơi họ cho rằng al-Assad đã ghi hình tại đó. Thế nhưng, giống như Nikolai nói, tất cả chỉ là một cái bẫy. Tiếng nói của al-Assad thực chất là âm thanh được thu và phát đi phát lại. Sau đó không lâu, lực lượng lính thủy Hoa Kỳ, bao gồm cả đội quân của Jackson, đã di chuyển đến chỗ chiếc xe tăng M1A2 đang bị trục trặc kỹ thuật và không thể di chuyển được. Nhiệm vụ của họ là phải bảo vệ chiếc xe tăng đó, trong khi các kỹ sư sửa chữa nó. Nhưng chưa kịp bắt đầu thì cả đội đã bị phục kích bởi hai khẩu súng máy. Điều này đã khiến họ phải tách ra làm hai nhóm nhỏ. Cả hai nhóm đều phải tìm cách để có thể tập hợp lại và tìm đường đến chỗ xe tăng M1A2 đang bị mắc kẹt. Thật không may, đội quân trong đó có Jackson đã bị phục kích thêm một lần nữa và buộc Jackson phải sử dụng súng phóng tên lửa để phá hủy những chiếc xe tăng của kẻ địch. Cuối cùng cả đội đã tập trung và họ đã cùng nhau đến chỗ xe tăng M1A2 để bảo vệ và sửa chữa. Sau một khoảng thời gian, chiếc xe tăng đã được sửa chữa và có thể hoạt động bình thường. Jackson đã cùng đồng đội của mình đẩy lùi và phá hủy chiếc xe tăng của kẻ địch. Sau nhiệm vụ, Trung úy Vasquez và Jackson đã lên máy bay để trở lại nhiệm vụ chính, đó là đi bắt al-Assad. Tuy nhiên, chưa kịp cất cánh bao lâu thì họ nhận được tin máy bay đồng minh đã bị bắn rơi ngay cạnh đó. Rất may là phi công còn sống, nên họ đã đáp xuống ngay cạnh để giải cứu đồng đội mình. Tuy nhiên, họ chỉ có 3 phút để hoàn thành nhiệm vụ vì kẻ địch ở xung quanh rất đông và hung hãn. Người chơi điều khiển Jackson phải chạy đến và giúp đỡ người phi công ra khỏi đống đổ nát. Với sự hỗ trợ của đồng đội, Jackson đã thành công. Cả đội đã lên máy bay để trở về. Hết vấn đề này lại đến vấn đề khác. Họ đột nhiên nhận được tin
có một đầu đạn hạt nhân sắp sửa bay tới thành phố gần họ. Họ phải nhanh chóng rời khỏi đó ngay lập tức. Tuy nhiên, tất cả đã quá muộn. Máy bay của Jackson và Trung úy Vasquez đã không thoát khỏi vùng nổ của đầu đạn hạt nhân. Chiếc máy bay đã rơi rất mạnh, khiến cho tất cả mọi người, bao gồm cả Jackson, không thể qua khỏi. Quả bom này đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người, cụ thể là 30.000 quân nhân Mỹ, bao gồm cả Jackson và Vasquez. Quay trở lại với lực lượng không quân Anh SIS, họ đang ở trên máy bay cùng với Nikolai, bất chợt nghe tiếng báo có tên lửa đến. Máy bay của họ đã bị bắn hạ. Rất may cả 4 người, bao gồm cả Soap, Captain Price, Gas và Nikolai đều không bị chấn thương nặng, chỉ duy nhất có phi công không thể qua khỏi. 4 người đã phải cùng nhau vượt qua khung căn cứ của kẻ địch. Do số lượng quân của kẻ địch ở khu vực đó quá đông, nên không dễ dàng cho Soap cùng đồng đội của mình thoát khỏi, nhất là khi có một máy bay trực thăng luôn bám theo họ. Soap đã phải sử dụng FIM-92 để bắn hạ máy bay đó. Tiếp theo, cả đội cùng Captain Price di chuyển đến địa điểm chờ đón. Rất may cả đội đã trốn thoát. Sau khi trở về, Nikolai dự đoán rằng Al-Assad có lẽ đang ở khu căn cứ Azerbaijan. Cả đội do Captain Price chỉ huy đã nhanh chóng di chuyển đến đó và biết được tin rằng kẻ địch đang sát hại rất nhiều người dân. Cả đội đã đi từng căn nhà một để tìm dấu vết của Al-Assad và họ phải giao tranh với rất nhiều kẻ địch. Đến chỗ nông trại, nơi mà họ đã từng đi qua lại chính là nơi mà Al-Assad lẩn trốn. Cuối cùng, cả đội đã đột nhập và bắt gọn hắn trong tay. Captain Price có tra hỏi hắn, nhưng khi chưa kịp moi được thông tin gì, thì nhận được một cuộc điện thoại báo rằng Al-Assad chỉ là một quân bài. Thiết bị nguyên tử đó không thuộc về Al-Assad, mà thuộc về Imran Zakaev, kẻ đứng đằng sau tất cả mọi chuyện, và là một tay buôn lậu vũ khí trái phép khét tiếng. Biết được sự thật, Price đã nhanh chóng xử tử Al-Assad. Captain Price nói với cả đội rằng, ông ta đã từng nhận nhiệm vụ đi ám sát hắn vào năm 1996, khi ông ta còn là một trung úy. Ông ta đã cùng đại úy Macmillan tham gia nhiệm vụ ám sát tên trùm khủng bố. Cả hai đã cùng vượt qua rất nhiều phiến quân được trang bị đầy đủ để có thể tới được tòa nhà khách sạn, nơi có tầm nhìn rõ nhất đến chỗ giao dịch của Imran và một tay buôn khác. Khi họ đến được tòa nhà đó, họ đã phải chờ đợi suốt 3 ngày để không bỏ lỡ thời cơ ngàn năm có một để ám sát SKF. Captain Price đã nhận vinh dự này khi được sử dụng khẩu súng ngắm Barrett để kết liễu SKF. Đạn thì đã tới trúng đích, tuy nhiên chỉ khiến cho SKF mất đi một cánh tay và bị thương nặng. Cả hai giờ đã bị phát hiện và phải chạy trốn ngay lập tức. Họ đã thông báo cho sở chỉ huy cử một máy bay đến đón ở điểm xuất phát. Trong vòng 20 phút, Price và Macmillan phải có mặt ở điểm đó. Đường về không còn trống vắng như lúc đi, khi dường như tất cả lực lượng của kẻ địch đã được điều động để tìm cho ra bằng được Price và Macmillan. Thật không may, sau khi bắn hạ một chiếc máy bay của kẻ địch, Macmillan đã bị thương rất nặng ở chân, khiến anh ta không thể di chuyển được, bắt buộc Price phải vừa khiêng anh ta đi và phải vừa phòng thủ. Khi cả hai đã đến được chỗ hẹn máy bay, họ đã phải tự lực cánh sinh chống lại hàng trăm tên lính đang đuổi theo sau. Sau một hồi chống đỡ, cuối cùng quân cứu trợ đã đến và đưa cả hai trở về nhà an toàn. Nhiệm vụ đó dường như đã thất bại khi Zakaev còn sống sau vụ ám sát. Quay trở lại hiện tại, thay vì bắt Imran Zakaev, thì cả đội, bao gồm Soap, đã phục kích để bắt sống Victor, con trai của hắn. Tất cả thay đổi trang phục của mình thành trang phục của địch để không bị phát hiện. Khi nhận thấy Victor ngồi ở xe thứ 3, cả đội đợi hiệu lệnh của Captain Price, sau đó tiêu diệt kẻ địch trong vòng tích tắc. Tuy nhiên, Victor đã kịp chạy thoát. Soap cùng đồng đội vẫn kịp đuổi theo, nhưng vẫn gặp phải rất nhiều khó khăn khi quân tiếp viện của kẻ địch đến rất đông và bỏ kê cho Victor. Nhưng đến cuối, hắn ta vẫn bị dồn đến đường cùng ở trên tầng thượng một tòa nhà. Tất cả yêu cầu hắn bỏ súng xuống, nhưng khi Soap đến gần, hắn ta đã tự sát. Vậy là đầu mối duy nhất để liên kết đến Skyf đã bị cắt đứt. Soap cùng tất cả mọi người trở về nhà. Đến nhiệm vụ tiếp theo, cả đội cùng Soap đáp xuống khu căn cứ, tất cả có mặt ngoại trừ Griggs. Sau vụ Jackson cùng cả đội lính thủy hy sinh, Griggs đã tham gia tác chiến cùng lực lượng không quân SIS của Soap để làm nhiệm vụ. Nhưng không may, Griggs đã bị phiến quân của các phần tử cực đoan bắt đi. Thay vì bắt đầu nhiệm vụ chính, thì cả đội phải giải cứu Griggs khi nghe được tin anh ta đang bị bắt giam tại một khu căn cứ gần đó. Cả đội nhanh chóng giải cứu Griggs để thực hiện nhiệm vụ chính, đó là phá hủy cột cao áp ở nhà máy điện của kẻ địch, giúp cho lực lượng đồng minh có nhiều thời gian để tiếp cận khu phóng đầu đạn hạt nhân. Captain Price cùng cả đội tiếp cận gần hơn khu căn cứ và tập hợp lại với đội súng ngắm của Mỹ. Họ đã chứng kiến tận mắt kẻ địch đã phóng hai quả bom nguyên tử hướng về phía đông Hoa Kỳ. Con số thương vong ước tính rơi vào khoảng 40 triệu người. Có lẽ cái chết của đứa con trai Victor đã khiến cho Zakaev nổi cơn thịnh nộ. Tính mạng của 40 triệu người đang bị đe dọa. Với tình hình này, quân đội Nga đang cố lấy được mã hủy phóng, còn lực lượng không quân Anh và thủy quân Mỹ đang cố gắng tiếp cận phòng điều khiển để có thể nhập mã hủy. Trên đường vào khu căn cứ, họ đã phải đối mặt với rất nhiều kẻ địch được trang bị đầy đủ, bao gồm 3 chiếc xe tăng BMP-2
người chơi sẽ phải điều khiển Soap cài bom C4 vào những chiếc xe tăng để phá hủy chúng. Sau một hồi giao tranh, họ đã tiếp cận được khu phóng đầu đạn hạt nhân. Soap cùng với đồng đội của mình phải xuống dưới tầng hầm để tiếp cận phòng điều khiển. Họ đã phải chui qua ống toát hơi để đột nhập vào bên trong và phải đối mặt với rất nhiều hỏa lực từ phía kẻ địch. Sau bao nhiêu nỗ lực, Soap cùng đồng đội cuối cùng đã đột nhập được vào phòng điều khiển và nhập được mã hủy phóng do quân đội Nga cung cấp. Họ đã thành công khi cứu sống được 40 triệu người. Ngay sau đó, họ nhận được tin The KF đã chạy trốn cùng với chiếc trực thăng riêng. Cả đội cũng đang chuẩn bị để thực hiện kế hoạch tẩu thoát. Tuy nhiên, trên đường tẩu thoát thì họ gặp phải rất nhiều kẻ địch đuổi theo phía sau. Thật không may, họ đã không thể chạy thoát được khi chiếc trực thăng phá hủy cây cầu khiến xe của họ bị lật. Cả đội hiện giờ phải tự thân vận động và chờ đội quân Nga đến giải cứu. Tuy nhiên, cả đội đã bị hạ gục bởi tên lửa của kẻ địch. Chỉ còn duy nhất Griggs là có thể đi lại được. Griggs đã cố gắng kéo Soap vào khu vực an toàn, nhưng chính anh ta cũng đã hy sinh. Ngay lúc đó, The KF xuất hiện và giết Gas ngay lập tức. Khi hắn tiến gần đến Soap, thì đột nhiên chiếc trực thăng của hắn đã bị phá hủy. Không quân Nga đã đến nơi để giải cứu những người sống sót. Khi The KF không để ý, Captain Price đã ném khẩu lục M911 cho Soap. Nhiệm vụ cuối cùng của anh ta cũng là nhiệm vụ cuối cùng của người chơi, đó chính là kết liễu The KF. Price và Soap được quân đội Nga giải cứu và trở về khu căn cứ. Kết thúc câu chuyện Call of Duty 4 Modern Warfare. Nếu như các cậu muốn download game thì tớ có gắn link ở dưới phần mô tả. Các cậu có thể theo dõi các video gameplay do chúng tớ chơi và quay lại. Chúng tớ đã viết sắp toàn bộ những lời thoại của các nhân vật để giúp các cậu hiểu rõ hơn cốt truyện. Đây là video đầu tiên của chúng tớ về game. Nếu các cậu có góp ý gì thì hãy comment ở phía bên dưới để chúng tớ cải thiện hơn trong những video sắp tới. Hãy đăng ký kênh Game On và ấn chuông để nhận được thông báo video mới nhất. Cảm ơn các cậu đã theo dõi video. Bye!